Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Trước tiên như thường lệ sẽ là phần điểm tin chính. Miền Trung đã có 6 người dân bị chết cùng hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét sau bão số 6. Nhiều chủ xe ô tô chây ì khi bị lực lượng thanh tra giao thông vận tải Hà Nội xử lý lỗi dừng, đỗ sai quy định. Một số lượng không xác định các thi thể được tìm thấy ở khu vực bị lũ quét tấn công ở phía đông nam của Tây Ban Nha. Nga diễn tập huấn luyện hạt nhân chiến lược mới, khẳng định lực lượng hạt nhân là sự đảm bảo đáng tin cậy. Thưa quý vị và các bạn, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đến thời điểm này, dù 3 ngày sau khi bão số 6 đổ bộ, nhưng nhiều địa phương ven biển còn chìm trong biển nước và bị chia cắt. Theo thống kê, tính đến thời điểm này, đã có 6 người dân bị chết cùng hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét. Theo thống kê, đến sáng ngày 30 tháng 10, mưa lũ ở Quảng Bình đã làm 4 người chết, 5 tàu chìm và hơn 32.000 nhà dân vẫn ngập từ 0,5 đến 1,5 mét. Trong số 4 người tử vong có 2 người ở huyện Lệ Thủy, 1 người ở huyện Quảng Ninh và 1 nạn nhân ở thành phố Đồng Hới. Hiện trời mưa nhỏ, lũ vẫn cao nên việc tang lễ cho các nạn nhân gặp khó khăn. Hơn 1.200 hộ dân sơ tán đã trở về nhà. Hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 9.100 hộ ở Lệ Thủy và Quảng Ninh đang tá túc tại nhà hàng xóm, nhà văn hóa. Chính quyền khuyến cáo người dân không ra đường, mọi nhu yếu phẩm sẽ do đội cứu hộ tổ chức vận chuyển bằng thuyền và cano. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có 2 người tử vong do tác động của bão. Một người ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc và một người dân gặp nạn khi di chuyển qua xã Hương Phong, thành phố Huế. Sau khi nước lũ rút bớt, chính quyền các địa phương ở khu vực miền Trung đã điều động thêm các lực lượng, trong đó nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đến hiện trường, nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão số 6. Những nỗ lực này đã tạo thêm niềm tin, động lực để các gia đình vượt qua thiệt hại do bão lũ gây ra. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau khi cơn bão đi qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã được huy động cấp tốc về giúp nhân dân tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa to, công việc phân tán nhiều khu vực, nhưng khi về đến địa phương, những người lính đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, hỗ trợ người dân. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 6 tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Công việc chúng tôi tại thị trấn gồm tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường xã, trường học và tổ chức lợp nhà cho các hộ gia đình khó khăn tại ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây ra. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm cùng với cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Sau khi nhận nhiệm vụ của chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn về việc khắc phục cơn bão số 6 tại huyện Phú Lộc, chúng tôi cảm thấy vinh dự khi nhận nhiệm vụ này. Sau khi xuống tại địa điểm địa bàn huyện Phú Lộc, chúng tôi cảm thấy rất thương bà con vì cơn bão số 6 đã gây ra. Vì thế chúng tôi đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế có 210 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 50 nhà bị tốc mái nặng. Các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là thị trấn Lăng Cô, 73 nhà, thị trấn Phú Lộc, 63 nhà, các xã Lộc Thủy, 24 nhà, Lộc Tiến, 22 nhà. Với phương châm không để bất kỳ người dân nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, các cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn đến từng hộ dân để giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, lợp lại mái nhà. Thì sau bão thì chính quyền, ủy ban dân huyện và các cơ quan có liên quan, các ban ngành đoàn thể của huyện và cả chính quyền cấp xã và thị trấn đã tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả. Nhận được đề nghị của ủy ban dân huyện thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ về giúp người dân trên địa bàn huyện khắc phục
hậu quả, đặc biệt là tại thị trấn Lăng Cô. Ủy ban nhân huyện rất là trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về giúp đỡ cho người dân trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão số 6. Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành huy động hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ để giúp nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra. Riêng huyện Phú Lộc là địa phương bị thiệt hại nặng nề. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là hỗ trợ giúp nhân dân lợp lại nhà cửa, không để bà con phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất và bị đói, bị rét sau cơn bão đi qua. Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ qua tại Thừa Thiên Huế khiến mực nước các sông lớn trên địa bàn dâng nhanh. Trưa nay 30 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát lệnh yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi tổ chức điều tiết lượng nước xả về hạ du phù hợp nhằm tăng dung tích phòng lũ của hồ chứa. Hai hồ chứa vừa nhận lệnh khẩn điều tiết nước nhằm tăng dung tích phòng lũ là hồ thủy điện Hương Điền, thị xã Hương Trà và hồ chứa nước thủy lợi Tà Trạch, thị xã Hương Thủy. Việc này nhằm tạo dung tích phòng lũ an toàn, đề phòng mưa lớn diễn ra đầu tháng 11 tới gây đột biến. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong những giờ qua, tại địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang, các thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 25 đến 90mm, một số nơi cao hơn như Điền Hương 106,2mm, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền 106,4mm. Sau các đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang bị xuống cấp hư hỏng. Một số vị trí xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, sóng trâu gây nguy cơ mất an toàn. Dù chủ đầu tư đã nhiều lần tập trung khắc phục sửa chữa, nhưng hết đoạn này được khắc phục xong thì đoạn khác lại bị hư hỏng do tuyến quốc lộ 1A đã đến thời kỳ cần đại tu. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện một số vị trí mặt đường đã bị hư hỏng, xuống cấp. Tại khu vực ngã tư thị trấn Nghèn, mặt đường còn bị hằn lún, biến dạng, tạo thành rãnh sâu khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Dù trước đó vị trí này đã được sửa chữa nhiều lần. Đường thì xuống cấp tương đối là nhiều, cũng gồ ghê, đường anh là đường sống trâu cho nên là cái sự đi lại tham gia người giao thông trên đường á, có nhiều cản trở cũng rất phức tạp, cũng mong muốn là được là sự quan tâm của nhà nước cũng như cả ngành có liên quan để khắc phục cái sửa chữa làm sao đảm bảo cái đường xá cho tương đối ổn định để người dân đi lại đảm bảo an toàn và thuận lợi. Sau cơn bão số 3, số 4 và các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 9, tháng 10, một số vị trí trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh đã bị bong chóc. Để đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân, đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục 65 điểm hư hỏng trên mặt đường. Sau khi thời tiết đã ổn định thì đã khắc phục hoàn thiện những cái điểm mà hư hỏng trên tuyến khắc phục xong. Thế đến thời điểm hiện tại thì đơn vị đang chuẩn bị cho cái dự án trung tâm cầu và sẽ triển khai thực hiện nhằm mục tiêu là đảm bảo giao thông an toàn giao thông trên tuyến là tốt nhất cho nhân dân đi lại. Trong đợt trùng tu tuyến quốc lộ 1 lần 2, công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 đã tiến hành sửa chữa 115.000m2 diện tích mặt đường hư hỏng với kinh phí 61,5 tỷ đồng. Đối với các vị trí bị hư hỏng đợt này, đơn vị sẽ tiến hành cào bóc, thảm lại bê tông nhựa với khối lượng khoảng 22.000m2, kinh phí gần 12 tỷ đồng. Văn phòng tiếp tục đôn đốc, thường xuyên cập nhật các cái khối lượng trong từng thời tiết thuận lợi như này để chỉ đạo quyết liệt trong cái thời gian sắp tới để tiếp tục triển khai khối lượng phục vụ cái an toàn cho êm thuận cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh dài khoảng 35 km, được xây dựng theo hình thức BOT do công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 làm chủ đầu tư. Sau gần 15 năm đưa vào khai thác sử dụng, này đã bị xuống cấp. Tuy nhiên phải chờ đến năm 2026, dự án này mới có thể tiến hành đại tu. Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn khiến nhiều khu vực trên đường Hồ Chí Minh, đoạn cao tốc La Sơn Hòa Liên bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn đất đá sạt lở, khắc phục hư hỏng. Tại km 39, sạt lở xảy ra với quy mô
quy mô lớn khi phần ta luy dương được gia cố bằng bê tông bị mưa bão làm vỡ toạc tạo thành hàm ếch lớn. Đất đá ngấm nước trên đồi bị sụt trượt xuống sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở liên tục. Ước lượng sơ bộ khoảng 2.000 mét khối đất đá bị sạt lở tràn lấp rãnh dọc của khu vực. Nhiều vị trí khác trên cao tốc cũng ghi nhận tình trạng sạt lở đất đá, biển báo giao thông bị hư hỏng. Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1, bên cạnh điểm sạt lở nặng tại km 39, cao tốc La Sơn - Túy Loan, còn bị mưa lớn gây sói lở ăn sâu tại trụ cầu km 35. Cùng với đó, có 15 vị trí trên tuyến bị đất đá lấp rãnh dọc rãnh đỉnh, 250 cây ngã đổ và tường rào bảo vệ. Mưa lớn còn khiến hàng loạt biển báo bị đổ ngã, đang được lực lượng thi công gia cố lắp đặt trở lại. Thưa quý vị, với việc các đợt thiên tai xảy ra liên tiếp thời gian qua đã khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó Hà Giang cũng là một trong các địa phương bị tác động nhiều nhất. Đáng chú ý, có rất nhiều điểm sạt lở trên khắp các khu vực. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, việc xử lý triệt để cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt công tác đổ thải đất từ những điểm sạt lở trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đặc biệt là ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, gây thiệt hại hệ thống đường bộ nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng sụt trượt, sạt lở bùn, đất đá ta luy xuống nền, mặt đường, công trình thoát nước với khối lượng lớn, khi có đến hơn 1.200 vị trí sạt ta luy dương và 800 vị trí ta luy âm. Nhiều vị trí xảy ra sạt lở đất đá với hàng chục nghìn mét khối, thậm chí lấp phủ toàn bộ nền, mặt đường, gây ngập úng, ách tắc giao thông cục bộ. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng như là toàn các tỉnh phía Bắc thì đều bị ảnh hưởng những cơn mưa rất lớn, như là sau cơn bão số 3, đã làm cho thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng. Trong lĩnh vực giao thông, chúng tôi tỉnh Hà Giang này có hơn 9.000 km vuông từ đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã đều thiệt hại rất là lớn. Trên 1.200 vị trí sạt ta luy dương và trên 800 vị trí sạt âm, với các vị trí sạt âm qua thống kê thì gần chục km về sạt âm phải làm lại, phải cũng như là mất hẳn đường. Thế còn sói mặt đường thì cũng với khối lượng rất là lớn. Với lượng đất đá lớn như vậy, ngay từ ban đầu, ngành giao thông vận tải tỉnh đã phải huy động tất cả nhân vật lực để sạt gạt xử lý các điểm sạt lở. Thế nhưng, theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, việc tìm kiếm điểm đổ thải đất sạt lở do thiên tai và xử lý các thủ tục lại đang gặp nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cái khó khăn nhất về giao thông chúng tôi thì bây giờ là vấn đề san đổ đất sau khi mang về tập kết ở đâu. Cái đấy là một cái khó khăn nhất của ngành giao thông. Và hiện nay thì cũng chưa có một cái quy định nào để ngành giao thông thực hiện được. Đó là các vị trí đổ đất trở đi xa hay gần, nó phụ thuộc vào điều kiện địa phương. Đồng thời là các bãi này nó ảnh hưởng bởi nhiều luật ràng buộc lại. Đâm ra là được việc dọn làm đường thì nơi đổ đất lại không có. Và yêu cầu của một số lĩnh vực, một số ngành cũng như một số luật về tài nguyên môi trường, về luật khoáng sản đang bị ràng buộc, cho nên ngành giao thông hết sức là khó khăn trong vấn đề đổ đất. Đối với thiên tai thì không thể biết trước được, cho nên là sạt lở ở đây nhưng mà lại không đổ ở đây được, đâm ra đấy là một cái khó khăn nhất. Quốc lộ 4C trên địa bàn tỉnh Hà Giang có đến hơn 70.000 mét khối đất đá sạt lở do các đợt thiên tai vừa qua, nhưng theo nhà thầu đang thi công khắc phục các điểm sạt trên tuyến, đơn vị cũng rất loay hoay mới có thể tìm được nơi đổ đất, hoặc nếu có thì cự ly vận chuyển cũng khá xa. Vị trí đổ đất, vì trên tất cả tuyến đường đơn vị quản lý là đất đã được giao hết cho người dân. Tuy nhiên đất muốn đổ được thì phải cấp chính quyền địa phương là phối hợp với người dân. Tùy từ người dân có nhu cầu hay không có nhu cầu. Do đó cái khâu xác định vị trí đổ đất là tương đối khó khăn. Còn đôi khi là còn khó khăn về cự ly vận chuyển. Có những chỗ đổ rất là xa. Do đó cái thời gian khắc phục còn lâu. Hiện các tỉnh miền Bắc không xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, nếu thời gian tới trên địa bàn có mưa thì những nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu, bởi có nhiều điểm xuất hiện các vết rạn nứt trên khắp các cung đường. Chính vì vậy, cần xử lý sớm những điểm sạt lở trước đó đóng vai trò quan trọng nhằm ngăn ngừa sạt lở đúng điểm đã từng xảy ra để giảm thiểu thiệt hại.
Miền Trung đang bước vào mùa mưa lũ. Đây cũng là thời điểm mà nỗi lo về sự an toàn đối với những cây cầu bắc qua sông suối trở nên bất an hơn bao giờ hết. Khi mà tại các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi vẫn tồn tại nhiều cây cầu yếu và nguy cơ sập cầu luôn thường trực bất cứ lúc nào. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Hàng loạt trụ cầu Trà Khúc 1 không còn nguyên vẹn như trước. Cầu có chiều dài 640m, gồm 19 nhịp bắc qua sông Trà Khúc thuộc thành phố Quảng Ngãi được xây dựng từ năm 1964 và hiện nay đã xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp. Mỗi ngày, cầu Trà Khúc 1 có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại, nên trước những dấu hiệu xuống cấp của cầu khiến người dân hết sức bất an. Từ sau năm 2015, cơ quan chức năng đã cấm các loại xe ô tô tải đi qua cầu. Phương án xây cầu mới đã tính tới nhưng chưa triển khai vì chờ vốn. Lo lắng khi mà đi qua một cái cây cầu mà nó có một cái tuổi đời nó rất là già rồi. Đã thi công lâu thì cái hệ thống chân cầu và những cái kết cấu của cầu thì nó xuống cấp. Và trên thời gian vừa qua đó thì ở một số cái địa bàn tỉnh khác có những cái cây cầu nó cũ và nó bị hư hỏng xuống cấp và nó sập lở. Ở Phú Thọ thì thấy rằng rất là nguy hiểm đối với những cái cây cầu mà có tuổi đời nó quá dài như cầu Phúc Mộc. Cầu Văn Hà 1, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức cũng trong tình cảnh tương tự. Nhiều trụ cầu bị hư hỏng, chính quyền địa phương đề nghị sửa chữa hoặc xây mới cầu thay thế, nhưng còn chờ, trong khi nguy cơ sập cầu trong mùa mưa lũ thì luôn hiện hữu. Cũng dân đi thì cũng sợ đó, nhưng bây giờ trong cho nhà nước công ty rồi đầu tư làm sớm cho dân nó đi còn tốt chứ sao. Qua giả soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có tới 35 cầu yếu, hư hỏng nặng. Trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện cần được sửa chữa hoặc xây mới với kinh phí đề xuất khoảng 600 tỷ đồng. Những cái tuyến đường chúng tôi đưa vào khai thác nó lâu lắm rồi, cho nên kéo theo là có một số chiếc cầu hôm nay là nói chung là yếu, đánh giá là coi như là không đảm bảo cái khả năng là khai thác. Thì cái cầu mà sửa chữa nhỏ, hư hỏng nhỏ thì chúng tôi bằng cái nguồn vốn kinh phí sự nghiệp giao thông bổ dưỡng thường xuyên á, chúng tôi đi ra như là đi vá xa, chích mạch xa rồi sửa chữa những cái gối cào để cho đảm bảo êm thuận để nó hạn chế cái hư hỏng lớn thôi. Cái nguồn vốn mà để đầu tư xây dựng có cái công trình cào như vậy là rất lớn. Thì để mà đáp ứng mà lưu thông thông suốt như vậy á, thì có cái công trình đó phải đưa vào cái hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh. Trong khi chờ sửa chữa hoặc xây cầu mới, thì nỗi lo sập cầu đe dọa tính mạng tài sản của người dân Quảng Ngãi vẫn luôn hiện hữu trong mùa mưa lũ năm nay. Tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang gây ra nhiều hệ lụy. Ngoài gây ra ùn tắc giao thông, còn làm gia tăng tai nạn nghiêm trọng. Thực tế là vậy, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn bất chấp và gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội trong hoạt động xử lý vi phạm giao thông. Ghi nhận của VTC14. Đường đôi trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Dù đã được cắm biển xe cấm dừng đỗ, nhưng thực tế vi phạm vẫn tái diễn. Chiếc xe này dừng đỗ ngay giữa đường. Loa liên tục phát thông tin, nhưng người vi phạm vẫn không xuất hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không chỉ trong khu vực nội thành mà ở tại trung tâm các huyện, ở khu vực ngoại thành cũng xảy ra cái tình trạng phương tiện dừng đỗ sai quy định. Tình trạng này hiện không chỉ gây ra những cái nguy cơ về mất an toàn mà còn có thể gây ra những cái vụ tai nạn giao thông rất là thương tâm. Tuy nhiên thì nhiều chủ xe khi mà dừng đỗ sai quy định và cái việc xử lý của lực lượng thanh tra cũng gặp không ít những cái khó khăn. Có những cái trường hợp ấy, lực lượng chức năng phát hiện ra phương tiện vi phạm 20 đến 30 phút rồi, thậm chí cả giờ đồng hồ, và sử dụng rất là nhiều các cái công cụ hỗ trợ như loa thông báo, nhưng các chủ phương tiện gần như là án binh bất động. Phải gần một giờ sau, khi lực lượng thanh tra giao thông vận tải huyện Ứng Hòa gọi xe cứu hộ tới cẩu phương tiện, thì chủ xe mới xuất hiện. Thì anh biết là chúng tôi gọi loa rất là lâu, xe anh đỗ đây rất lâu rồi. Đây hiện tại giờ là anh đang đỗ bên trái đường đôi. Ở đây đã cấm biển một chiều rồi. Mà đây là quy định là đường đôi của trung tâm. Anh đỗ bên trái đường, anh vi phạm luật giao thông.
Chúng tôi yêu cầu là anh xuất trình đầy đủ và giấy tờ. Tại vì thực ra là mọi khi là em thấy rất nhiều người đỗ ở đây á, thực ra là rất là vô ý, thực ra nó đúng là sai, nhưng mà sẽ phải rút kinh nghiệm anh ạ. Hay như trường hợp này, dù biết là vi phạm nhưng vẫn cố tình dừng đỗ phương tiện sai quy định. Hành vi trên không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn có thể tạo ra nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, dẫn tới những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Mọi khi em đỗ bên kia nhưng mà hôm nay em thấy bên kia đông, thế này em đỗ xong em vào em ra luôn á. Vâng, em vào mua hàng xong em ra luôn á. Em cũng để ý đến đường cấm. Vâng, em biết rồi, em xin lỗi. Vâng. Phương tiện dừng đỗ sai quy định, theo phản ánh của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện diễn biến phức tạp, nhức nhối ở nhiều tuyến đường. Dù rằng hoạt động xử phạt đã được tăng cường thời gian qua, hệ lụy là ùn tắc giao thông gia tăng, gây ra nguy cơ mất an toàn. Các cái phương tiện mà dừng đỗ sai quy định tại các cái giờ cao điểm thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, và Ban chỉ đạo 97 các phường cũng đang triển khai rất là tốt cái nhiệm vụ này. Cũng như Ban chỉ đạo 97 quận cũng rất nhiều, có 3 cái tổ liên ngành để thường xuyên tuần tra kiểm tra trên địa bàn, ngoài những cái lực lượng chức năng mà kiểm tra riêng lẻ thì bên cạnh đó các cái tổ liên ngành cũng triển khai rất là đồng bộ. Đã có không ít những vụ tai nạn giao thông thương tâm do xe dừng đỗ sai quy định gây ra. Vì thế việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông sẽ giảm thiểu những rủi ro, nguy cơ về tai nạn. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố bản luận tội với 13 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện giai đoạn năm 2015. Theo đại diện Viện Kiểm sát, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhận hối lộ với số tiền lớn nhất nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án từ 4 đến 5 năm tù. Nhóm 4 người bị truy tố về tội nhận hối lộ, bao gồm bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh bị đề nghị mức án từ 48 đến 60 tháng tù. Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ 36 đến 42 tháng tù. Nguyễn Hạnh Trung, cựu tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ 24 đến 30 tháng tù. Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh từ 42 đến 48 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị từ 24 đến 30 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn, bị truy tố tội đưa hối lộ, bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù, tổng hợp 3 bản án trước bằng 30 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này, các bị cáo là các cựu lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh như Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuyên đã nhận tiền của công ty AIC, công ty Sông Hồng để cho các công ty này trúng thầu 6 dự án mua sắm trang thiết bị y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Trên cương vị là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bị cáo phải thực hiện đúng nhiệm vụ, đúng pháp luật nhưng đã nhận tiền doanh nghiệp để xảy ra sai phạm. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm ngân sách của tỉnh Bắc Ninh, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc để có tính răn đe, phòng ngừa chung. Chuyển sang phần tin quốc tế, khoảng 300 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát trong vụ sập tòa nhà 10 tầng của một khách sạn ở thành phố biển Villa Kessel, tỉnh Buenos Aires của Argentina. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 10, Giám đốc An ninh tỉnh Buenos Aires, ông Javier Alonso xác nhận vụ việc xảy ra sáng sớm cùng ngày theo giờ địa phương tại khách sạn Dubrovnik. Hiện đã xác định được một nạn nhân thiệt mạng là cụ ông 80 tuổi, sống tại căn nhà 3 tầng cạnh đó bị đổ do ảnh hưởng của vụ sập. Một phụ nữ khác được cứu nhưng hiện trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 300 nhân viên cứu hộ với sự hỗ trợ của lính cứu hỏa, máy thăm dò và chó nghiệp vụ đang khẩn trương tìm kiếm khoảng 7 tới 10 người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của khách sạn. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy có những người sống sót dưới đống đổ nát cho tới một tuần sau khi sự việc xảy ra. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và sẽ không rời đi cho đến khi tìm được những người cuối cùng. Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. 4 người có liên quan đến việc xây dựng công trình này đã bị bắt giữ. Khách sạn Dubrovnik được xây dựng vào năm 1986, có 43 phòng.
Công trình này đang trong quá trình sửa chữa mặt tiền. Tuy nhiên, phần bị sập là khu nhà 10 tầng phía sau mà chủ quản lý từng sửa chữa trái phép và bị cơ quan chức năng đình chỉ vào ngày 20 tháng 8 năm nay. Các nhà chức trách Tây Ban Nha hôm nay cho biết một số lượng chưa xác định các thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ ở phía đông nam của nước này. Riêng tại vùng Valencia đã có ít nhất 51 người thiệt mạng vì lũ quét. Những trận mưa xối xả sau luồng không khí lạnh di chuyển qua miền đông nam Tây Ban Nha đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường và thị trấn vào thứ Ba, khiến chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất phải khuyến cáo người dân ở nhà và tránh mọi chuyến đi không cần thiết. Hình ảnh từ thành phố Valencia cho thấy dòng nước đục màu bùn tràn qua các con phố, phá hủy tường và cuốn trôi những chiếc xe đỗ ven đường. Một trận lũ quét ập đến, trời không mưa nhưng lũ cứ đổ từ chân sườn núi xuống. Một trong những cây cầu này đã bị phá vỡ khi lũ tràn xuống đường, cuốn theo mấy chiếc ô tô. Cùng với những nạn nhân thiệt mạng được phát hiện, lực lượng cứu hộ của quân đội Tây Ban Nha cũng đang khẩn trương giải cứu những người bị mắc kẹt trong nước lũ. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết một số người vẫn đang mất tích do lũ lụt và kêu gọi người dân cực kỳ cẩn trọng và tránh di chuyển nếu không cần thiết. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đã ban hành cảnh báo đỏ cho một số khu vực, bao gồm vùng Valencia, với lượng mưa lên đến 200mm trong vòng chưa đầy 12 giờ. Một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa vượt xa dự báo trong thời gian ngắn hơn nhiều. Chiva, nằm ở phía đông Valencia, đã ghi nhận lượng mưa tới 320mm chỉ trong hơn 4 giờ. Các trường học và các dịch vụ thiết yếu khác đã bị đình chỉ ở các khu vực mưa lũ nặng nề nhất. Ngày 30 tháng 10, cơ quan dự báo bão nhiệt đới toàn cầu Tropical Storm Rick cho biết bão Combray đã mạnh lên thành bão cấp 4 trên thang bão Saffir-Simpson, tức là cấp siêu bão, với sức gió hơn 230 km/h. Dự báo siêu bão Combray sẽ tiếp tục tăng cường độ trước khi đổ bộ vào đất liền ở các huyện Đài Đông của Đài Loan, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Đài Loan dự báo ngày 31 tháng 10, siêu bão Combray sẽ đổ bộ vào phía đông vùng lãnh thổ này, tiến vào eo biển Đài Loan và hướng về phía Trung Quốc đại lục. Các khu vực miền núi phía đông Đài Loan có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 1,2 mét, trong khi các vùng ven biển sẽ phải đối mặt với gió giật mạnh trong ngày 31 tháng 10. Các nhà dự báo khí tượng cho biết, việc một cơn bão mạnh như Combray đổ bộ vào Đài Loan vào thời điểm cuối năm là khá hiếm. Điều này cho thấy điều kiện thời tiết hiện tại đang thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của các cơn bão với nhiệt độ bề mặt biển ấm bất thường và sự tác động của các hình thái thời tiết khác. Tỉnh đảo Hải Nam Trung Quốc vừa hứng chịu mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng do hoàn lưu sau bão Trà My. Trước diễn biến của siêu bão mới, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các tàu cá quay về bến để tìm nơi tránh trú, đồng thời sơ tán trên 50.000 người. Trong khi đó, ngày 30 tháng 10, người dân ở các tỉnh phía bắc Philippines đã buộc phải sơ tán khi siêu bão Combray đang đến gần. Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự nước này, hơn 300.000 người trên khắp miền bắc Philippines đã phải đi sơ tán do bão nhiệt đới Trà My hồi tuần trước và hiện vẫn đang ở nơi trú ẩn khẩn cấp khi cơn bão mới tiến đến. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29 tháng 10 đã thông báo cuộc diễn tập huấn luyện hạt nhân chiến lược mới, khẳng định lực lượng hạt nhân là sự đảm bảo đáng tin cậy cho chủ quyền và an ninh của Nga. Tại cuộc diễn tập, quân đội Nga đã phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo và hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, mô phỏng cuộc tấn công đáp trả hạt nhân trước kẻ thù. Các lực lượng hạt nhân chiến lược đã phóng tên lửa từ mặt đất, máy bay chiến đấu trên không và các tàu ngầm dưới biển. Tổng thống Nga khẳng định, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro bên ngoài mới, điều quan trọng là phải có lực lượng chiến lược hiện đại và luôn sẵn sàng sử dụng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng nước này sẽ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức đủ khả năng cần thiết. Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.